Thương sư cho con hỏi, vì con yêu hai người cùng một lúc nhưng chỉ hành dâm với một người và con chưa cưới ai cả, thì việc này có phạm giới hay không? Con thấy là con yêu cả hai và không muốn bỏ ai cả. Hình như là ông chưa có vợ. Chưa có, hồi chưa xuất gia thì ông chưa có vợ, còn sư thì chưa, hồi chưa xuất gia thì có vợ rồi, cho nên cái này sư cũng tương đối không có ngại. Nó như thế này, trong cái giới mà không có tà dâm ấy, thì người nữ là cái điều kiện đầu tiên là người nữ có chủ hay không. Cái có chủ ở đây á, được định nghĩa là như thế này, được bảo vệ đó, là được gia đình bảo vệ, tức là mình hành dâm với cổ đó được gia đình đồng ý hay chưa? Chưa được đồng ý là dính nha. Mà trong cái này đó, ở trong chú giải thì có một cái nháy nữa là như thế này, đó là đối trong cái sự việc này đó, khi mà gia đình chưa đồng ý á, nhưng mà cô gái cũng đồng ý á, thì trong trường hợp này cô gái cũng không phạm giới tà dâm, nhưng mà là chàng trai phạm giới tà dâm. Lạ như vậy, sư không biết là tại sao ở trong chú giải lại nói như vậy. Có thể là thì cái cơ thể của cổ có quyền quyết định, có lẽ như vậy thôi. Trong trường hợp cô gái chưa có chồng nha, thì đó mình đã được gia đình bên nhà gái đồng ý hay chưa. Cái thứ hai, được pháp luật bảo vệ thì không có gì để nói nữa hết. Phụ nữ trên đến cái độ tuổi được pháp luật cho phép hay không cho phép gì phải nắm. Rồi có chồng hay chưa, trong trường hợp này chưa có chồng, thì mình phải xét đến trường hợp là gia đình á có đồng ý hay không. Nếu gia đình không đồng ý thì dù là cô một cô hay là 10 cô thì cũng dính hết nha. Còn nếu như mà đã kết hôn thì vào thời Đức Phật ấy, thì vẫn có những người mà có năm bảy bà vợ nha, có thậm chí có người có 16 bà, nhưng mà nó có một cái như vậy, bà vợ bà phải đồng ý. Luật thứ nhất, luật pháp cho phép nè. Cái thứ hai á, là bà vợ bà đồng ý nha, chứ không phải bà vợ bà không đồng ý mình rước bà nữa về là mình chết nha. Mở mở cái ngoặc nữa, ngay cả cái chuyện mà mình ăn bánh trả tiền cũng phải được vợ chồng đồng ý. Chứ không phải là mình cứ như mấy ông thời nay là cứ thoải mái đâu, không có, phải vợ đồng ý nha. Vợ cho thì mới không phạm giới, còn vợ không cho cũng phạm giới. Tôi nói là chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy. Thì á, ở đây á, bạn đang dính vô cái trường hợp rất là thường gặp của nhiều người, đó là bắt cá hai tay. Cái chuyện đầu tiên bà cái chủ nhân của cái câu hỏi này cần làm á, là ngưng ngay cái hành động hành dâm đối với cái người đang đã hành dâm. Cái người thứ nhất nè, dù cô A cô B đi, ngưng ngay hành động cái cô đang hành dâm. Và cái chuyện tiếp theo là ngăn không cho mình hành dâm với cái cô chưa hành dâm. Cái chuyện đầu tiên mình cần làm như vậy. Còn mình muốn thì mình cứ hỏi đàng hoàng, mình làm giấy kết hôn rồi mình sống với nhau. Còn con thấy con yêu ai và không muốn bỏ ai cả, là cái này bạn qua nước nào mà anh cho cưới hai vợ, chứ nước Việt Nam là bạn không được nha. Cho nên mình phải chọn một trong hai, cái này là điều bắt buộc thôi. Điều bắt buộc. Mà cái này nó tôi thấy băn khổ dài dài rồi, tại vì nó đây á rất là nhiều Phật tử á, điện thoại cho tư vấn á, gọi tôi để tư vấn về 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 tình cảm, thì rất là nhiều người gặp cái trường hợp gọi là thương cả hai, thậm chí ba, có lúc ba vị ba cô, thậm chí thương gái người ta đã có chồng mà bỏ không được, dứt không được cái tình nghĩa tình cảm. Nhưng mà đó, nó nói luật pháp thôi, nó lên luật pháp thôi. Ở đây mình đã không thể nào lấy cả hai, luật pháp nước Việt Nam không cho phép lấy hai vợ. Đừng có nói gì luật đời, có nghĩa là mình kiểu mình quen hai cô đó rồi người ta phát hiện ra đó, hai cô này nó rắc rối gì sao. Cho nên buộc lòng mình phải biết cái chuyện là mình làm như vậy không đúng.
mà mình phải buộc lòng mình phải chọn thôi, mà chưa nói là hai cô này có thật lòng với mình hay không nữa đó. Mình đè mình chọn cái cô không thật lòng với mình, còn cái cô thật lòng mình bỏ qua một bên, cái đó sau này 10 năm 20 năm sau mình mới hối hận á. Ô, nhưng mà sư ơi, cái kinh nghiệm á, là thường á, lấy một cô rồi á, mà hối hận tại sao hồi xưa không lấy cô kia. Đó đó đó, Nhưng mà tình rốt cuộc lấy cô nào cũng vậy hả? nó vậy đó, nó là vậy à, nên đi tu phải rồi. Cho nên mình cái chuyện đầu tiên đã nhắc lại đó là mình ngưng ngay hành dâm ra cái sự hành động hành dâm với cái người mình đã hành dâm trước đó, đó là để tránh cho mình mang cái tội lỗi về về tà dâm. Nãy sinh tệ có nói rồi đó, cái quả tà dâm đó nửa sinh làm người cũng bị đeo môi không à nha. Rồi ngăn cản mình không cho mình hành dâm với cái người mình đã chưa hành dâm, rồi sau đó mình mới xem lại cho mình một trong hai thôi, chứ không thể nào mà hốt cả hai người về được. Còn mà mình tính tới cái chuyện mà mình cưới một người người mình đi lén á thì cái đó là chuyện của mình, chứ xuống suối tại vì cái đó là không có đúng, mà cưới cũng phải hợp pháp nữa. Cái tiệc hà dâm quý vị tìm cái cuốn thì quên, cuốn ngợ pháp hành hành giới, quý vị tìm cái cuốn quyển hành giới của ngợ pháp, quý vị lật xuống cái chỗ với tội dâm, cái gì coi, ở đây thời gian có hạn, không nói hết với tội dâm, nói 2 tiếng hồ chưa hết, thì để biết được 20 cái hạng người mà được bảo vệ, hạng nữ nhân, rồi để mình né, mình làm cái giới tà dâm nó nguy hiểm đó. Nên đa số giới trẻ bây giờ nó ăn cơm trước kẻng, à, thời xưa còn nhỏ thì không có, nhưng mà giờ ăn cơm trước kẻng rồi rất là ấy, tà dâm nhìn thấy đầy hết, thì cái đó là không có đúng pháp, không có tốt. Mình là cư sĩ thì cũng không có lực gì để ngăn cản mình được, cho nên nó rất là dễ phạm. Tại vì á, ngoài đời người ta nghĩ vô người đời mà nó cái cô này cũng chịu, tôi cũng chịu, mà đồng ý mà hai người đi khách sạn đâu có tội đâu, cô này cũng trên 18 tuổi rồi, nhưng mà theo Phật là có tội à. Cho nên ví dụ như mình thấy đi ở ngoài giết người, giết người trộm, ăn trộm ăn cắp thì công an bắt, thì mình sợ mình không dám. Nhưng mà anh này cô đồng ý, tôi đồng ý, vô khách sạn đâu có ai đâu, tôi chưa có vợ, cô chưa có chồng mà. Nhưng mà đối với ngoài đời á, cái đó không sao, nhưng mà đối với trong đạo, đối với người mình là cái Phật tử, mình tin nhân quả thì mình phải tin Đức Phật này nói với tà dâm như vậy nó sẽ sanh ra cái nghiệp như vậy. Cho nên có cái câu rất là hay là Bồ Tát sợ nhân cũng nhanh sợ quả, cái lúc ngoại tình mình đâu sợ, lúc mà bị con vợ nó bắt được về lúc đó mình mới tá quả. Hay là lúc nhỏ nó đeo ba lô ngược đó, lúc đó mình mới hết hồn cái chứ, thì mình phải sợ cái nhân á, cái quả, cái nhân trước mình không làm, sợ nhân không làm quả, còn này sợ quả lúc đó muộn rồi, nó ra quả rồi, mình nó cái hai cái hậu quả nó đã xảy ra rồi, thì mình có sợ cái nhân đi nữa thì nó cũng đã xảy ra rồi.